3D scanning là đưa các di sản văn hóa vào không gian ảo, từ đó tạo ra những mô hình có độ chi tiết cao. Chỉ cần một thao tác nhấp click chuột thay vì phải tới tận nơi, thì các nhà quản lý đã có thể khảo sát từ xa, du khách đã có thể tham quan bất kỳ lúc nào trước khi đặt chân tới thực địa. Số hóa cũng giúp cho những nhà nghiên cứu dễ dàng hình dung phục dựng chính xác nếu chẳng may di sản bị tàn phá do khí hậu và môi trường. Thứ nhất ấy, là nó phù hợp với cái xu hướng hiện nay. Đấy là cái công nghệ áp dụng các cái công nghệ vào. Thứ hai ấy, là nó có cái giá trị vượt trội so với những cái hình thức lưu trữ truyền thống khác. Chúng ta biết là sử dụng cái công nghệ 3D để số hóa thì trước tiên đến là độ chính xác của nó. 3D sẽ có thể cung cấp cho chúng ta một cái dữ liệu có độ chính xác cao hơn rất nhiều so với những cái phương thức lưu trữ hay là tư liệu khác mà chúng ta vẫn làm theo kiểu truyền thống từ xưa đến nay, như là bản vẽ, như là hình ảnh. Thứ ba nên là về mặt lưu trữ thì nó hoàn toàn rất là phù hợp và cũng dễ dàng lưu trữ. Từ khi thực hiện chương trình đã có rất nhiều công trình được số hóa. Tiêu biểu nhất có thể kể đến công trình số hóa 3D đỉnh Tiền Lệ, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Đây là công trình đầu tiên của Việt Nam được sử dụng công nghệ 3D scanning. Nhờ công nghệ này, giới nghiên cứu cũng như khách tham quan không chỉ được quan sát tổng thể di sản mà còn được tìm hiểu những chi tiết nhỏ nhất, từ những nét chạm khắc, từng thớ gỗ, vết nứt, vết ố trên tường cho đến những viên ngói xô lầy, để qua đó được hiểu biết sâu sắc về đỉnh Tiền Lệ nói riêng và kiến trúc cổ truyền Việt Nam nói chung. Hiệu quả cùng những lợi thế của việc số hóa di sản so với phương pháp bảo tồn hiện tại thế nào đều đã được những người trong cuộc đo đếm được. Tuy nhiên, khi hỏi đến khó khăn, thì ngay cả những thành viên lạc quan nhất cũng phải lắc đầu khó lắm. Vấn đề về nguồn nhân lực, cho đến nay thì cái việc mà chúng ta trong cái giới làm về văn hóa, hay các cơ quan có cái chức năng về bảo tồn cũng như là lưu trữ các cái di sản văn hóa thì cái còn đang thiếu các cái nguồn nhân lực, thậm chí là có thể nói là cho đến nay thì chưa có những cái người được đào tạo một cách hệ thống về cái công nghệ này để sử dụng và áp dụng nó một cách bài bản trong cái việc mà số hóa các di sản. Thứ hai thì cái khía cạnh thứ hai về nguồn nhân lực ấy, đấy là khi mà chúng ta sử dụng các cái công nghệ cao thì yêu cầu cái nguồn nhân lực ấy nó cũng hết sức là đồng bộ. Nó đồng bộ bao gồm từ cái khâu mà thu thập tư liệu, khâu lưu trữ, khâu xử lý cho đến khâu sử dụng. Hiện nay chúng ta cũng đều thiếu cái nguồn nhân lực cho trong cái lĩnh vực này. Cái khó khăn thứ hai thì tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng, nhưng đây là khó khăn về mặt tài chính. Đấy. Bởi vì rõ ràng là áp dụng các công nghệ mới, khi mà đầu tư thì nó đòi hỏi chúng ta phải, thứ nhất ấy, nó phải đầu tư một cái hệ thống. Thứ hai là giá cả của các cái công nghệ ấy, nó thường là có những giá thành rất là cao. Do vậy mà cái phần tài chính đầu tư cho cái việc mà ứng dụng cái công nghệ này vào, nó cũng là một trong những khó khăn. Nhất là trong bối cảnh của nền văn hóa thì thường ít được quan tâm đầu tư. Các di sản văn hóa đang đứng trước thách thức của thời gian, từ đó càng làm cho việc bảo tồn và phát huy giá trị trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Việc số hóa di sản có vai trò vô cùng quan trọng trong công tác bảo tồn, phục dựng và quảng bá di sản cho các thế hệ mai sau.